Tử vi tuổi Nhâm Tuất 1982 tháng 1 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, xin chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, các nhà tư tưởng, triết học thời cổ đại đã tìm ra mô thức cho việc xác định những nét chung của tính cách và giải đoán số phận con người thông qua việc nghiên cứu mối tương quan giữa con người và tự nhiên, các quy luật âm dương ngũ hành. Vậy thì quy luật ngũ hành, tử vi cát hung nạp vận của những gia chủ tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 trong tháng 1 năm Tân Sửu sẽ diễn ra như thế nào? Xin mời quý vị hãy nghe những lời khuyên của các chuyên gia phong thủy hàng đầu của Hiệp hội Phong thủy trong video ngay sau đây. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mô mà âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Tổng quan tháng 1 âm lịch. Tháng 1 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 và kết thúc vào ngày 29 tháng 1, từ ngày 12 tháng 2 đến ngày 12 tháng 3 dương lịch. Tháng Canh Dần có nạp âm là Tùng Bách Mộc, tháng Dần Lục Hợp Hợi, Tam Hợp Ngọ và Tuất Thành Hỏa Cục. Xung Thân, Hình Tị, Hải Tị, Phá Hợi, Tuổi Dậu. Đối với người tuổi Nhâm Tuất trong tháng 1 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 2 tháng 1, tức ngày 13 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Thìn. Thứ hai là ngày 14 tháng 1 âm lịch, tức ngày 25 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Bính Thìn. Thứ ba là ngày âm lịch 26 tháng 1, tức mùng 9 tháng 3 dương lịch, có nạp giáp là Bính Thìn. Đây là 3 ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Nhâm Tuất. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Nhâm Tuất trong tháng 1 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Thứ nhất là ngày âm lịch 13 tháng 1, tức ngày 24 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Quý Mão, có nạp âm là Kim Ba Kim. Thứ hai là ngày âm lịch 25 tháng 1, tức ngày 8 tháng 3 dương lịch, có nạp giáp là Ất Mão, có nạp âm là Đại Khê Thủy. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu: họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi tuổi Nhâm Tuất 1982 trong tháng 1 âm lịch. Trong tháng 1 âm lịch, những người làm công ăn lương sẽ bận rộn với công việc khiến họ rất mệt mỏi và dễ bị ốm. Đối với những người đang làm kinh doanh, sự may mắn tài lộc đang đứng về phía bạn. Tài lộc của bạn trong khoảng thời gian này sẽ tăng lên, nhưng bạn phải để ý đến các phù trộm. Cửa an toàn ở nhà phải chặt chẽ và bên cạnh đó bạn phải cố gắng tránh đi làm đường tối. Canh dương kim gặp tuất dương thổ nên gọi là thực thần, nghĩa là thân bị sinh xuất tiết, mất khí, nên trong tháng này các gia chủ tuổi Tuất nên cần hết sức chú ý và cẩn thận. Ngoài ra, những gia chủ tuổi Nhâm Tuất vốn thông minh và giỏi chịu đựng, hầu hết người tuổi Nhâm Tuất đều nhận được rất nhiều sự quan tâm và yêu thích. Nhưng bản chất họ lại khá nóng nảy và cứng đầu, cho nên chỉ cần họ biết tiết chế thì sẽ dễ dàng thăng tiến trong sự nghiệp, dù làm bất cứ điều gì cũng đều đạt được những thành tựu nhất định. Trong tháng này, các gia chủ Nhâm Tuất sẽ cần chú ý vào ngày âm lịch 26 tháng 1, tức ngày 9 tháng 3 dương lịch, có nạp giáp là Bính Thìn.
Đây là ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Nhâm Tuất. Trong ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng như nhập trạch, độ thổ, tiến hành hợp tác, làm ăn. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng ý kiến từ các chuyên gia phong thủy. Để may mắn thuận lợi trong công danh tài lộc, quý gia chủ nên mang bên mình vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo để kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Sự nghiệp của tuổi Nhâm Tuất. Trong tháng 1 âm lịch, tử vi nhắc nhở tuổi Nhâm Tuất cần phải thận trọng, kẻo gặp họa tiểu nhân. Công việc của bạn đang trên đà tiến triển tốt, vì thế mà có nhiều kẻ nhòm ngó. Tuổi Nhâm Tuất sẽ mở ra sự may mắn trong sự nghiệp, bạn sẽ nhận được những lời khen thưởng và tăng lương trong tháng này. Tuy nhiên, bạn nên thận trọng với lời nói và hành động của mình, đừng tự mãn vì thành công tạm thời. Thậm chí điều này cũng sẽ khiến sếp của bạn có thể coi bạn là quá nóng để đảm nhận các nhiệm vụ quan trọng. Ngoài ra, do sự nghiệp của bạn có những bước tiến rõ ràng trong khoảng thời gian tháng 1 âm lịch, bản mệnh cần phải thận trọng trong từng bước đi của mình, tránh việc bốc đồng, sốc nổi hay chủ quan, thiếu chỉnh chu trong công việc. Nếu không, sẽ bị tiểu nhân lợi dụng sơ hở mà lấy mất vị trí. Vậy nên trong khoảng thời gian này, những gia chủ Nhâm Tuất mang bên mình vật phẩm phong thủy, tam giác khai vận, Dần, Ngọ, Tuất để kích con đường công danh tài lộc thêm phần nở rộ thành công. Đây là vật phẩm hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Tài lộc của tuổi Nhâm Tuất, xem tử vi tháng 1 âm lịch, tuổi Nhâm Tuất không cần lo lắng quá nhiều về đường tài lộc. Tuổi Nhâm Tuất có thể may mắn kiếm được tiền trong khoảng thời gian này. Hiệu năng tuyệt vời sẽ dẫn đến sự gia tăng đáng kể về tiền lương và tiền thưởng. Cộng thêm vào giỏi đầu tư, bạn có các dự án tài chính rủi ro và lợi nhuận thấp, nhìn có vẻ không kinh tế nhưng sẽ mang lại cho bạn thu nhập cao khi được tích lũy ở đây một mức độ nhất định. Thời điểm này, cơ hội tài lộc khá nhiều, bản mệnh nên chú ý cơ hội để nắm thời cơ, chớ nên để cho thời cơ trôi đi nhanh mà bản thân còn đang mù mờ. Đặc biệt, bản mệnh nên năng làm việc thiện, có thể từ đó bạn sẽ có thêm nhiều cơ hội để mở rộng các mối quan hệ, có thể hợp tác được thêm với nhiều người để tăng thu nhập. Cho đi là nhận lại, hãy làm việc thiện với cái tâm trong sáng, chớ vì mục đích cá nhân mà tính toán quá mức sẽ lợi bất cập hại. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ tuổi Nhâm Tuất nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm có giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hành thông, thuận lợi, thành công hơn trong một sự nghiệp, một cách vượt trội. Tình cảm và gia đạo. Tình yêu và mối quan hệ tình cảm sẽ tiếp thêm sinh lực cho những người tuổi Nhâm Tuất trong tháng 1 âm lịch. Nhờ thành công trong sự nghiệp và nói chuyện vui vẻ, bạn có thể thu hút nhiều người khác giới. Tuy nhiên, bạn cần giữ khoảng cách nhất định và xác định rằng gia đình là nền tảng của sự phát triển nghề nghiệp. Hơn nữa, một số người khác giới có thể giúp bạn, có những người khác chỉ có thể làm phiền tâm trạng của bạn và mang lại tổn thất cho sự nghiệp hoặc tài sản, tài chính. Các cặp đôi cũng sẽ có sự chuyển biến khá lớn trong mối quan hệ tình cảm. Có thể giữa hai người sẽ có một biến cố lớn khiến cho bạn và người ấy muốn nhanh chóng tiến tới hôn nhân, chuẩn bị về chung một nhà. Còn người độc thân có thể sẽ tìm thấy được một nửa của mình một cách khá tình cờ. Bản thân bạn chưa mấy quan tâm đến chuyện tình yêu đôi lứa, nhưng khi nhân duyên ập đến thì đó cũng là sức hút mà bạn chẳng thể chối từ. Để tăng cường vận khí và giúp con đường tình duyên của bản mệnh thêm hành thông, rộng mở, quý gia chủ tuổi Tuất hãy mang bên mình vòng tam giác khai vận, Dần, Ngọ, Tuất. Vòng sẽ giúp chiêu mời quý nhân, giúp hóa giải mâu thuẫn, tăng cường mối quan hệ vợ chồng và cải vận tình duyên cho những người độc thân. Sức khỏe. Những người tuổi Nhâm Tuất sẽ có sức khỏe tốt trong tháng 1 âm lịch, sự nghiệp trôi chảy, cảm xúc ổn định và tập thể dục thường xuyên sẽ góp phần vào sức khỏe tốt. Nhưng bạn phải tránh xa rượu và thuốc lá. Đầu năm, sự giao thiệp của xã hội gia tăng có thể yêu cầu hạn rút, có thể yêu cầu bạn uống và hút thuốc nhiều hơn. Cho dù sức khỏe của bạn tốt đến đâu, hút thuốc và uống quá nhiều, cơ thể sẽ bị phá vỡ. Vì vậy, tốt hơn hết là bạn nên cắt đứt hoặc giảm dần giao tiếp xã hội và chăm sóc cơ thể tốt hơn. Ngoài ra, gia chủ tuổi Nhâm Tuất nên đem theo bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam giác khai vận, Dần, Ngọ, Tuất để mang lại sức khỏe và sự bình an trong tâm thức.
Trên đây kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ đến quý vị và các bạn vận trình tử vi tuổi Nhâm Tuất tháng 1 năm 2021 âm lịch. Mọi phương diện đều khá tốt, nhưng gia chủ tuổi Nhâm Tuất cần chú ý đến việc cân đối chi tiêu và có khoản dự trữ để dành. Để may mắn thành công, các gia chủ nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa Phật Pháp cùng sự chất lọc những tinh túy, linh thiêng của đất trời. Khi trời đất được hội tụ bởi những tinh hoa Phật Pháp cùng sự chất lọc những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.